Xin chào tất cả các bạn nha, em vừa đi làm về thì có một số anh nhắn tin bảo là đi quay giúp anh một số cái hàng nhiệt kế và cái súng đo thân nhiệt ấy, cũng như là cái máy đo huyết áp. Hôm nay em làm về tiện em đi qua để em thanh toán cái tiền hàng mua Amazon thì em sẽ vào đây em quay luôn cho tất cả các anh xem. Em cũng xin cảm ơn tất cả các anh, các bác đã luôn ủng hộ kênh của em. Đây bây giờ em sẽ vào trong để quay cho tất cả các anh các bác xem một số cái đồ nhiệt kế và cái máy đo huyết áp ạ. Đây là cái quầy bán cái nhiệt kế nha các bạn, các bác. Cái thì đây đa số là của hãng Terumo hoặc là hãng Omron. Đây là hai hãng khá là nổi tiếng mà Việt Nam mình cũng dùng rất là nhiều của hai cái hãng này. Thì em sẽ quay lại cho một số bác có hỏi vì cái mùa này là mùa bị dịch Corona nhiều nên là cũng nhiều người quan tâm đến cái đo nhiệt độ thân nhiệt của gia đình cũng như là ở ngoài. Cũng có một số anh có nhắn tin là mua nhiều mỗi cái súng, thì em sẽ quay luôn cả tí, em sẽ đi tìm cái súng, em quay luôn súng đo nhiệt độ. Thì kiểu ví dụ như cái đo nhiệt độ nhiệt kế này của Terumo này, thì cái này là có giá là 3 sen 278 sau thuế, thì có nghĩa là tương đương khoảng tầm 6,5 hơn tí. Đây có cái này, đây giá nó đây nhá. Cái này là cái nhỏ hơn, cũng của Terumo, thì cái này có giá là 1,958 khoảng 400.000 một cái. Xưa ở Việt Nam mua một cái nhỏ nhỏ của cái hãng gì Việt Nam không biết, nhưng có 15.000 à. Cũng là những cái điện tử này, dùng được 3 bữa rồi nó bóng trong nó tuột luôn. Thế thì đây là cái của Citizen. Citizen thì cũng là một hãng rất là nổi tiếng trong rất là nhiều cái mặt hàng khác nhau. Cái này có giá cũng 1,958 bằng con Terumo này, thì cũng là 400.000 nha. Đây là một con cũ của Citizen khác nhỏ hơn, 922 yên, khoảng tầm 200.000. Ở bên này là một con của Omron. Đây thì có một số bác có nhờ xem của Omron này này, người ta mình dùng nhiều này. Omron này có, cũng có giá 200.000, à 400.000. Giá nó là 1,958, 400.000 Việt Nam đồng nhé. Bên này là con Omron khác 18787 ấy, thì con này nó khoảng tầm 378-80.000 gì đấy. Tất cả là nhiệt kế điện tử nha các bác, không thấy nhiệt kế thủy ngân, không thấy nhiệt kế đo bằng bình thường ấy. Có Omron khác, con này cũng 300 hơn 350.000, con này rẻ hơn của Omron, thì con này nó bé hơn, con này giờ khoảng tầm 170.000. Đấy, anh ngàn cho bác xem. Vì em đang ở trong quán người ta nên là không được nói to, thì nên em về em sẽ chỉnh nó to hơn cho các bác nghe. Thì nếu mà bác nào nghe nó hơi bé thì các bác thông cảm. Đây là một cái súng bắn thân nhiệt này. À đây cũng là cái ấy chứ, cũng là cái kẹp nhưng mà lại kẹp vào tai, có hình chỉ dẫn đây. Đây, cái này lại kẹp vào tai đấy bác, đo nhiệt độ. Đo nhiệt độ tai này. Cái này thì có giá là 620.000. Cái này cũng là cái kẹp vào tai. Cái này thì nó là cái đầu thay của cái nút này thôi, thay của cái kẹp tai thôi. Đấy, nó rút ra thay vào thôi. Có 670.000. Bên này là của cái Pigeon. Cái này là chuyên làm cái đồ cho trẻ con này, bình sữa ấy, thì gì của cái Pigeon này nhiều này. Đây là một cái kẹp nhiệt độ kiểu cầm tay kẹp, mình chỉ thẳng vào, thì cái này nó chỉ vào tai. Con này có giá là khoảng tầm 900.000, hơn 900.000 Việt Nam đồng, gần 1.000.000. À, còn bên này của Tamron, Omron khác thì cũng 600.000 này. Giữ 15 giây, con này là có hướng dẫn là giữ 15 giây để đo. Thì dưới này là một số con nhỏ hơn khác, cũng của là Terumo và Omron. Thì hầu như ở đây trong cửa hàng thì ta chỉ bán hai cái hãng này chính và một số khác như là Pigeon này và của Citizen. Thì đây có mấy con này của Terumo, thì con này cũng có giá là tầm 550 này, màu hồng này. Và cái con Terumo này dùng cho đo nhiệt độ của các chị em. Đây, cái quầy này màu hồng này là đo nhiệt độ của chị em nhé. Đây có ghi là Woman này, Woman C này, đo nhiệt độ của chị em. Con tiếp theo là con 870.000. Đấy, nó khá là, sau này có hộp gì nữa. Đấy, hộp của nó.
thì có cả các cái nút tăng giảm gì đây, là nhiệt cài đặt này, tăng giảm gì này. Cái pin của nó là 480 ngày luôn. Năm mấy, 2 năm nơi. Con này là có giá 320.000 gì đấy. Ôm rôn này. Đấy. Còn làm đẹp nữa chứ, cho chị em. Tiếp theo một con này cũng có giá là 424 khoảng tầm 800.000 à 489 gì đấy, gần 500.000 đấy. À, con ôm rôn này nữa. Con này thì cái hộp nó khá to, cái chụp trên đầu khá to này. Con này là của nó là 3/6 khoảng tương đương khoảng tầm 740.000. Đấy, hai con này là như nhau. Con này là một con này là của Medicare thì cũng dành cho nữ giới. Đây, nó ghi cho nữ giới đây. Thì con này đo nhiệt độ của chị em phụ nữ. Có giá là khoảng tầm 300 hơn 300.000. Bên này thì người ta còn làm riêng cho nữ riêng, nam riêng. Thế mới hay. Đấy, đây là các cái quầy khẩu trang này để phòng dịch. Mùa này thì khẩu trang gần như là hết nha các bác. Thấy đây. Đấy. Thế bây giờ em sẽ đi tìm cái chỗ súng để em quay súng đo thân nhiệt cho một số anh ở Việt Nam hỏi. Và sang bên này là một số cái máy đo huyết áp, có thể là để đo huyết áp ở cuối cổ tay rồi trên đây là mấy cái máy nhỏ này, đa số đo cổ tay này các bạn. Con này có giá khoảng tầm 1.250.000 gì đấy, của Citizen đây. Con của Terumo này thì nó có giá là khoảng tầm 1.400.000. Dưới này là cân và trên nữa là máy đếm bước chân đây. Terumo con này là cũng có ôm rôn nữa này, con này cũng có giá là khoảng tầm 1.300.000 gì đấy. Và con nhỏ hơn của Citizen này thì con này có giá là khoảng tầm 800.000. Đấy, đây là mấy cái máy đo huyết áp. Cái này là mấy máy đo ở trên bắp tay. Thì con này của Omron có mã là HM7121. Đấy, đo huyết áp này. Đấy, có cái đo huyết áp kế. Cái này huyết áp kế. Đấy. Thì cái giá của nó là 7.4 thì còn dùng khoảng tầm 1.500.000 hơn đó. Ở bên này là một con 8712 cũng của Omron, cũng huyết áp kế thì có giá là 6.4 khoảng tầm là 1.300.000 như đấy. Đấy. Và Citizen CH55 bên này thì có giá là 5.2 khoảng tầm 1.400.000. 1.400.000 gì đấy. Thì và bên này là có một con của Terumo. Đây, có hộp của nó khá to để đo. Thì giá của nó sẽ là khoảng tầm sao là 3/7 nhỉ, con này rẻ thế. À, là 3/7 là của con bên này, con nhỏ nhỏ này, Terumo này. Thì nó là đây, chắc là cái hình của nó đưa ra để minh họa. Thì nó nhỏ như này thì đúng rồi. Nó 3/2 tầm 6.5. Và dưới này có mấy con khác của Terumo là 4378 thì khoảng tầm 900.000 một cái. Đây, có hình minh họa nó đấy. Có đo ngày giờ và buổi sáng buổi chiều thì đo lên, cho nên nó sẽ hiện lên thông số huyết áp lên cho luôn. Đấy, thì đây là cái phần máy huyết áp. Đây này có một cái loại to hơn này. Đây, có hình minh họa nó này. Đây bác, Terumo nhé. Mã của nó là P2020. Thì con này P2020ZZ này. Mã giá của nó là 1.6 2.200. Thì khoảng tương đương khoảng tầm 3.500.000 gì đấy, gần 3.500.000 của Terumo. Và bên này là một con của Omron. Omron thì nó là 1.3, tương tầm 2.700.000 gì đấy. Cái mã là của nó là HM1000. Đấy. Ở chỗ này là cũng có một con của Omron nữa, 8/3 khoảng tầm, mã nó HM8713, khoảng tầm 1.700.000 gì đấy. Đó là một số cái máy huyết áp. Thì tiện có sáng nay có một anh có nhắn tin nhờ mua huyết áp, máy huyết áp và nhiệt độ, nhiệt kế. Thì em quay luôn, còn phần súng em vẫn đang đi tìm, chưa thấy, từ em tí em sẽ tìm quay luôn. Xong hồi tìm kiếm thì không thấy cái súng các bạn, nó hết mất rồi. Thì hôm sau em sẽ đến chỗ khác, em sẽ quay tiếp cho cái súng đo thân nhiệt cho một số bác. Thì em xin phép, em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em và ủng hộ kênh của em. Thì em xin phép chấm hết video này tại đây. Để đi ra thanh toán về em và mua chén nước coca làm về uống để cho nó sướng. Vâng, em xin cảm ơn các bạn.